Xin được kính chào tất cả các đồng minh thân yêu của tôi. Thì hiện tại bây giờ, cả gia đình vừa chúng tôi chuẩn bị lên đường đi lấy xe mới. Nhìn vào bức hình thumbnail, đọc qua cái tiêu đề thì các bạn đã biết đây là một video mà chúng tôi sẽ đi mua xe. Còn cái tiêu đề phụ là lý do tại sao mà ròng rã đến 3 tháng trời để tìm mua xe. Thực ra nó gian nan lắm. Tôi đã đề cập về cái vấn đề mua xe rất là nhiều lần. Đó là mỗi khi mình thích một chiếc xe nào đó thì các bạn phải bỏ ra ít nhất là 2-3 tháng trời. Rồi sau đó các bạn sẽ đạt được chiếc xe mình ưa thích. Về cái mặt giá cả nhé, và về cả chiếc xe, thì cái video này sẽ không ngoại lệ. Bây giờ là các bạn, tôi thấy là tôi đang bận mua đồ rất là bụi đời, chuẩn bị đi ký giấy tờ xe. Thực ra lúc nãy tôi định lên nguyên bộ đồ vét, bận đến trả thù một năm vừa rồi, đâu có bận vừa mấy bộ đồ này đâu. Nhưng sau khi bận xong thì sực nhớ ra thời tiết hôm đó nóng gần 100 độ F, bằng chứng là hai bên nách của tôi mồ hôi nó chảy một cách chán hòa. Hey, mặc dù cân nặng của tôi ngày hôm nay đang cho phép mình lên đồ, nhưng tôi đành thôi. Mất công mấy anh bán xe nói thầm, thằng này khùng. Đây, cái kem ra là 2 pound nha, 2 pound rưỡi á, các bạn cứ trừ hao ra. Vậy là 167 pound, mà trừ ra 2 pound đi, là còn 165. Vừa rồi đây tôi nói là tôi lên lại được mấy pound, là tại vì thức khuya làm cái video vừa rồi đó, thức khuya ăn khuya. Trong bức hình thumbnail thì các bạn thấy là có cái dòng chữ là vì con bỏ đam mê. Một số đồng minh sẽ thắc mắc là vì cái gì bỏ đam mê. Bỏ đam mê là đam mê gì? Thực ra thì nó đây, chính là bỏ nó. Tôi sẽ cắt chiếc xe này vào để mà lấy chiếc xe mới. Nó đã theo tôi hơn 3 năm trời, lết lên cái đồi núi cao nhất của núi Mây Ngàn, cùng tôi đi vào rừng khám phá bao nhiêu fan, mấy con đường off-road anh ta đều chơi rất đẹp. Có thể khẳng định đây là chiếc xe mà tôi yêu thích nhất từ nhỏ đến lớn. Cũng vì là chiếc xe tôi yêu thích nhất nên đi đâu tôi cũng dùng nó. Và vì mang phong cách là xe địa hình nên chỗ nào có thể chui vào được thì tôi với nó đã mò tới viếng thăm. Cho nên mới khoảng 3 năm mà nó đã chạy gần 50.000 dặm. Tuy vẫn còn rất bền nhưng thú thật nó đã tiêu tụy lắm rồi. Đặc biệt là 4 cái lốp gần như mòn 100%. Còn đem đi thay thì ít nhất là 2.500. Nên vợ chồng tôi quyết định cáp nó vào luôn để lấy xe mới đó. Mặc dù tôi yêu nó vô cùng mà nha. Nhưng gia đình chúng tôi thường hay đi xa. Bây giờ thì hai đứa con hai ghế hai bên. Chỗ chính giữa không phải là chỗ ngồi, chỗ chính giữa là chỗ để người ta đặt nước mà thôi. Thì mỗi lần như vậy thì biệt thự tôi phải ngồi ngay chính giữa cho hai đứa nhỏ ăn uống này nọ. Cho nên là nàng thường bị đau lưng, mỏi cổ. Nên chúng tôi đã bàn bạc rất là nhiều, phải mua một chiếc xe vừa đủ đẹp, vừa tiện nghi để gia đình đi xa khám phá. Nó tránh ra dành cho những hành trình mới. Các bạn theo dõi video này sẽ như thế nào nhé. 3 tháng chúng tôi tìm ra sao. Hơn 3 tháng trước, khi mà mùa xuân vẫn chưa đến với Hoa Kỳ, thì vợ chồng tôi bắt đầu đi kiếm xe. Trước mắt các bạn là hãng bán 3 loại xe của Anh Quốc. Trước khi tới đây thì tôi đã gọi điện và lấy hẹn với anh Bill, là một salesman lâu năm của hãng này. Tiêu chí kiếm xe của vợ chồng tôi là phải có hàng ghế thứ 3. Nhưng khổ nổi nguyên cả cái hãng này chỉ có duy nhất cái chiếc Range Rover Sport là có khả năng thỏa mãn được cái sự đòi hỏi của chúng tôi mà thôi. Rồi, vừa mới tới hãng Range Rover này. Chiếc này đẹp, cực kỳ đẹp. Nhưng biệt thự tôi sẽ không thích đâu. Màu mè quá. Với lại chiếc này thì không có 7 chỗ ngồi. Chiếc này nè. Đây nè. Range Rover Sport này. Cái màu mà cái kiểu mà matte á. Không có bóng. Đẹp. Carbon fiber này. Cái da cũng đẹp. Nguyên cả hãng Range Rover tôi hỏi kỹ rồi. Cái anh Bill làm việc với anh thì anh nói chỉ có chiếc Sport này nè. Là nó có 7 chỗ ngồi. Nó có hàng ghế thứ 3. Nhưng mà khổ nổi cái chiếc này lại không có. Trong khi cái màu này thì đẹp quá. Chiếc này thì lại không có hàng thứ 3. Sau khi nói chuyện kỹ càng với anh Bill thì tôi mới hay. Hàng ghế thứ 3 thường được đặt chế theo yêu cầu mà thôi. Nên hiếm lắm. Rất may tại cái hãng này, ngày hôm đó có một chiếc. Anh Bill liền mời tôi lại coi. Nếu ưng ý thì anh ta sẽ order một chiếc mới ngay. Mặc dù biết anh Bill sẽ thất vọng nha, nhưng vợ chồng tôi vẫn dứt khoát. Nói là tuy đẹp thật nhưng nó chật quá. Anh Bill vẫn vui vẻ, nở một nụ cười của một salesman lão làng. Rồi nói, trở lại đây kiếm tôi nếu ông bà đổi ý. Bắt chân, bắt tay, ôm nhau cả cả xong thì vợ chồng tôi liền tiến thẳng tới hãng BMW. Vì BMW vừa mới cho ra đời một loại xe mới toanh, có hàng ghế thứ 3, đó là X7. Hình như mới ra có mấy ngày thôi. Chậm một bước, lúc nãy trên đường chạy thẳng tới đằng kia kìa, là hãng Range Rover đó.
Chạy ngang thì tôi nhìn thấy cái chiếc X7, chiếc BMW X7 đó, có 7 chỗ ngồi mà rất là rộng rãi đó, đẹp nữa, đời mới luôn. Thì hai vợ chồng nói là đi Range Rover, mình hỏi giá cả qua xe như thế nào rồi trở lại đây. Nào ngờ trở lại đây, vừa tới cái họ nói bán rồi. 10 phút trước luôn, bán rồi. Bây giờ họ nói phải chờ. Nếu mà chờ chiếc khác về thì tại vì tháng 3 nó mới ra, mà bây giờ mới đầu tháng 3 này, thì ít nhất là phải tuần 2 tuần là mới về. Chắc mua chiếc này quá. Thì chọc tôi tức tôi mua 166, đang on sale bớt 20.000 luôn trời. Chắc ế năm này không có người mua này. Nhìn thì cũng đỡ, chỉ có cái này tôi không thích này, bằng vải. Nếu mà nó là cứng luôn á thì càng đẹp hơn. Mặc dù mình không có khả năng nhưng mà mình vẫn chê. Vâng, trước mắt các đồng minh, đây là một siêu mẫu của hãng xe BMW. Jesus. Giang hồ. Ê. Mặc dù cả hãng không còn một chiếc X7 nào để cho chúng tôi địa, nhưng vợ chồng tôi vẫn vào kiếm cái anh salesman thân quen đã từng bán được hai chiếc xe cho chúng tôi. This is who you come see, the best looking guy here. So what's your name? Wade Lily. Wade Little. Lily. Vì là chỗ thân tình nên anh Wade thật lòng khuyên nhủ chúng tôi là hãy kiên nhẫn, chờ đợi thêm vài tháng nữa đi. Vì X7 mới ra nên nó hot lắm. Thứ nhất là họ không có đủ hàng để bán. Và thứ hai, cũng vì cái vấn đề thứ nhất nên anh ta không thể nào kiếm được một chiếc với giá hữu nghị. Hey, đi mua xe hả? Vì có thêm mày ra đời mà bây giờ mommy daddy phải mua xe lớn nè. Hôm nay chỉ có chàng boss đi theo thôi. Cười cười, thiếu nữ thì ở nhà. Tại vì đem theo có hai đứa chạy nhảy mệt lắm. Bây giờ biệt thự tôi đang nhìn chiếc xe này này, chiếc X7 này, bự nhất đó. Nice hả? Đẹp không? Và rồi sau khi ngồi làm việc cùng nhau gần một tiếng đồng hồ thì anh quay lại nói rằng chờ thêm vài tháng nữa đi. Hey, quả thực như vậy đó các bạn, giá xe nó cao quá. Và dù tôi có cắn răng mà mua thì cũng phải gần 2 tháng sau xe mới về. Vì đã chuẩn bị tâm lý trước khi lên đường nên tôi không thất vọng lắm. Hôm sau lại là một ngày có nhiều mây, thời tiết khá lạnh, vợ chồng tôi lại đi kiếm xe. Lần này hãng xe Audi có vinh dự tiếp đón chúng tôi. Hình như 3 năm qua hãng Audi này ăn nên làm ra hay sao á, họ xây lên một cái hãng mới luôn, nhìn đâu đâu cũng đẹp vô cùng. Mặc dù là hãng mới nhưng vẫn còn đó những gương mặt quen thuộc. Tới đây để coi cầu may thôi, chứ thú thật tôi không dám trông mong là sẽ mua được xe liền. Và vì thời tiết hôm nay khá lạnh nên vợ chồng tôi lại chỉ đem theo chàng boss. Công nhận cái chiếc TT này nó đẹp này, dễ thương này. Nếu bây giờ tôi còn độc thân nhé, chưa có ba cục nợ đó, tôi sẽ bay bổng với chiếc này. Xe của tôi toàn là nghiêu sầu khến không. Ngồi trong này với tôi. Thấy xe lớn của nó thì có chiếc Q8 nó đẹp, Q8 nó đẹp. Nhưng mà khổ nỗi nó không có hàng ghế thứ ba. Màu trắng thì biệt thự tôi lại không thích. Nhìn thì nó đẹp, nhìn ra dáng thể thao hơn. Nhưng mà khổ nỗi là không có hàng ghế thứ ba. Đây, sau khi nghiên cứu thật kỹ thì có chiếc này, Audi Q7. Rộng rãi, cái màu nó lạ, tôi chưa bao giờ có cái màu này. Lôi tới cái màu trắng và màu đen này biết cũng chán. Thì bây giờ cái da nó màu này cực đẹp. Cái GPS đó thì bình thường nó nằm xuống dưới, bấm cái nó chạy lên trên, rộng rãi, tay lái cầm cũng thoải mái, được á. Quay sau được luôn, để quay hàng ghế thứ ba nha. Bình thường mà không dùng đến hàng ghế thứ ba thì có thể thấy là cái cốp nó cũng rất là rộng, rất là tiện việc cho cái gia đình đi đi xa. À, nút bật ghế lên này để coi. Bờ lốt lên, nó bị kẹt đằng trước rồi. Bấm bên kia lên thử coi. Lên, cố lên con, cố lên. Màu đẹp á, tôi kết cái màu ghế da này đó nha, nhìn nó lạ mắt tôi. Vấn đề là có nhiều cái không gian cho ba mẹ con. Như tôi nói thì chiều lòng nàng thôi. Biệt thự thích thì mình bợ thôi, không dám có ý kiến. Đặt hai đứa nhỏ hai bên này, biệt thự tôi có thể ngồi chính giữa. Tại xe bây giờ thì không có chỗ ngồi chính giữa luôn, không có seatbelt luôn, nguy hiểm quá. Chạy đường cao tốc bị gì là người ngồi chính giữa này bay ra trước kiến á. Bây giờ có hàng ghế sau nữa thì càng bận lúc. Chiếc này thì trị giá 60.000,
Nhưng mà khi mình mua, mình đóng thuế đồ này nọ nữa đó thì lên vòng vòng khoảng số 4. Nếu mình trả được khoảng 59 cho đến 61, 59, 61 thì mình bỏ chiếc này. Và rồi, tôi liền ngồi vào bàn trả giá với một salesman mới tập tễnh vào nghề. Tôi đưa ra cái giá thấp nhất có thể. Vì thành thật mà thưa với các bạn là tôi không thích cái chiếc xe này cho lắm. Tại vì bên ngoài nhìn thì nó già, đã vậy màu xe với màu ghế không hợp với nhau, muốn đời không thể nào thỏa hiệp. Nhưng vì vợ tôi cứ nói là thích lắm, nên từ nãy đến giờ tôi tự thôi miên bản thân là tôi cũng sẽ thích lắm. Không ngờ anh manager ở đây còn nhớ mặt tôi, chạy tới bắt chân bắt tay, ôm nhau cà cà, rồi đồng ý với cái giá 61.000 sau thuế. Và thế là hai vợ chồng tôi bắt đầu ký kết giấy tờ sơ bộ. Nhưng trước khi vợ tôi cầm viết ký thì tôi lại hỏi một lần nữa cho chắc ăn, thích thật không? Thì nàng liền đáp, thích mà. Thưa các bạn, người ta có câu chim quyên ăn trái cái nhãn lồng, lia thia quen cái chậu, vợ chồng quen cái hơi. Còn trường hợp của chúng tôi thì phải nói là con két ăn trái ớt xanh, ai thì tôi chịu, chứ nàng thì tôi rành lắm rồi. Hai cái từ thích mà, nghe nó hết sức miễn cưỡng. Đã vậy mặt chị ta còn được phủ một làn sương lạnh lẽo. Tuy tôi hơi chột dạ, nhưng tự an ủi là mình quá đa nghi. Cuối cùng thì đây là kết quả của chúng ta. Như tôi đã nói, quan trọng biệt thự tôi thích là được rồi. Rộng thế, với là nó đẹp nữa chứ, không phải nó rộng không. Ông già vợ thân yêu của tôi đang trên đường chở thiếu nữ tới đây, đem xe tôi tới đây dùm. Đó, rồi xong rồi mình sẽ đưa chiếc kia vào. Xong rồi ông già vợ, thiếu nữ, chàng boss và biệt thự tôi sẽ về trước. Còn tôi sẽ ở lại chờ cho họ rửa sạch sẽ này. Tại vì bây giờ là mùa xuân sắp tới rồi, phấn hoa, văn khe này, bấm đầy xe, họ sẽ rửa nha. Như thường lệ, họ cho chúng ta đầy một bình xăng và một bình xăng thứ hai. Có nghĩa là khi nào mình chạy hết đem trở lại, nó cho mình bình xăng thứ hai. Rồi còn những cái thứ linh tinh khác tôi xin. Đó, cái gì cần thì mình xin, cái gì không cần thì thôi, không cần làm khó họ lần này đi. Người ta dễ với mình thì mình dễ lại với người ta, còn thằng nào cà chớn mình cà chớn lại, thế thôi. Trong khi chờ nhạc gia tôi đem xe và thiếu nữ tới, thì hai vợ chồng tôi nghiên cứu các mặt hàng của Audi để lát nữa vòi vĩnh cho xe mới luôn. À, mình phải nghiên cứu chứ. Bây giờ em thích cái gì? Cái cặp này. Cái này, cho anh cái này. Cái đó hoặc cái này ha. Hình như xin được món thôi em, xin gì 2-3 món kia. Cái này mắc lắm. Nó cái này rẻ hơn. Cái này có 49 mà mọi người 89 đồng rồi. Vậy thì để em ráng xin cả hai cái thử coi được không. Và rồi, nhạc phụ đại nhân của tôi đã tới. Hai ông cháu cầm tay nhau, khí thế nuốt chửng ngân hà, từ từ tiến vào hãng xe. Đây này, thiếu nữ mới tới này, chào cô chú cái này. Ai, xe của tôi đã được đưa lên. Lát nữa ký kết này nọ xong xuôi thì họ sẽ giúp tôi tháo cái rổ xuống. Đi dành cho ai đó chưa biết, lại cái đó tôi mua mà. Nhưng có điều là sắp xa rồi. Chưa đầy 5 phút sau, họ liền đem xe tôi đi khám, rồi sẽ cho chúng tôi biết là còn trị giá bao nhiêu. Vì mọi chuyện mặc định là đã xong, nên chúng tôi chỉ còn việc ung dung chờ đợi. Đây, cái quầy đồ ăn thức uống đây. Đó, mới lên đã đòi rồi. Bánh kẹo. Thích cái gì? Thích màu gì? Đòi tùm lum hết á. Thiếu nữ thì không thích uống nước ngọt. Cái này của tôi, nàng ghét nó ngọt lắm. Đó, bỡ đi con, lấy đi. Cái này là người ta phục vụ cho khách đó mà. Bữa nay con đi đâu vậy? Đi mua xe. Đi mua xe à? Mua xe cho ai? Mua xe cho đi mommy. Chở con đi. Chở con đi. Chở uncle đi cắt cái lá vô. Chở uncle đi cá sấu, cho cá sấu ăn á hả? Hơn một tiếng sau, kết quả khám xe đã có. Họ nói là 4 lốp xe không còn dùng được nữa. Thắng thì sắp mòn, kiến xe thì nhiều chỗ đã bị sứt mẻ. Ở trước mũi xe thì bị đá bắn, trầy xước rất thê thảm. Nói tóm lại là xe của tôi như bị bệnh nan y vậy đó. Họ đưa ra cái giá cực thấp và cực sốc. Tất nhiên là đời nào tôi chịu. Rất may là tự nhiên biệt thự của tôi tiến lại, khẽ nói, vậy thì thôi. Nói thật là em cũng chẳng thích chiếc Q7 này cho lắm, nhưng vì thấy đi tìm xe mất nhiều thời gian quá nên em tự thuyết phục là sẽ thích nó. Tôi hỏi các bạn có dễ bị hụt máu trào đờm hay là không, vậy mà cứ nổ mồm là thích mà, thích mà. Tôi định quay sang chửi bố tiên sư nhà em, nhưng chợt nhớ ra ông già vợ của tôi đang đứng kế bên. Anh ta từng theo học karate, có đai đen của taekwondo, hàng ngày vẫn rèn luyện vô vi nam, nhưng lợi hại nhất là những ngón đòn judo. Sợ anh ta sẽ vật cho tôi le lưỡi, nên lời đã ra tới cứ miệng, tôi đành nuốt vào. Và thế là duyên của vợ chồng tôi cùng với hãng Audi lần này bất thành. Chắc ý trời muốn cái vợ chồng chúng tôi sẽ kiếm được một chiếc xe tuyệt vời hơn đây mà.
Thời gian cứ trôi đi, vì bận nhiều công việc và kế hoạch nên chuyện mua xe mới đã bớt thôi thúc chúng tôi. Nhưng cũng vì vậy mà các chuyến đi chơi xa để quay phim cũng ít đi so với vài năm trước. Sau vài tuần nghiên cứu thì tôi quyết định sẽ mua chiếc X7 của hãng BMW. Tất nhiên, muốn mua được thì tôi bắt buộc tiếp tục chờ đợi. Nhưng rất đáng để chờ, tại vì tuy là xe gia đình nhưng nhìn nó khá trẻ trung. Lốp xe thì an toàn, cán đinh vẫn chạy được, rất thích hợp cho cả gia đình vừa chúng tôi đi phượt. Và cuối cùng là nó chẳng thua gì các loại xe địa hình, đường xấu cỡ nào, núi cao bao nhiêu cũng chơi được hết. Vì nó có all wheel drive, tức là chạy bằng 4 lốp, tiếng chuyên môn hình như là chạy bằng 2 cầu á. Đã vậy, mình còn có thể hạ thấp xe xuống hoặc nâng xe cao lên chỉ bằng một cú bấm. Những ngày cuối cùng của tháng 4, gia đình tôi về thăm ông bà già thân yêu. Vì lúc đó mùa xuân đã đến với Hoa Kỳ nên trăm hoa đua nở, cây lá xanh tươi, không khí trong lành và mát mẻ. Hôm đó bầu trời quang đãng, mới sáng sớm mà thiếu nữ cùng tiểu muội đã ra ngoài để hái hoa bắt bướm. Hoa thì hai nàng có thể hái vô tư, nhưng bướm thì chẳng thấy con nào. Nên cuối cùng hai nàng quyết định không thèm hái hoa luôn mà chỉ tập trung bứt cỏ rồi chọi vào mặt của nhau. Khi biết được tôi có ý định mua xe mới để cả nhà đi lại cho thoải mái, thì thằng em của tôi cũng đang cùng chung hoàn cảnh. Hai vợ chồng của nó vừa mới chào đón thêm nàng Alibaba, nên sẵn tôi đang ở đây, nó nhờ tôi đi đổi xe với nó luôn. Nói là đi với nó chứ thực ra là đi trả giá giùm cho nó đó. Vì nó biết cái mỏ của tôi một khi được mài lên thì chẳng thua gì mỏ hạt. Đã thế nó còn nói, chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn ít nói ít hay trả lời. À cái đồ thằng này, ý nó là cái việc trả giá chỉ dành cho những người không khôn là tôi đó. Và rồi chúng tôi đã tới hãng BMW tại thành phố Tallahassee, nằm cách nhà khoảng 5 phút chạy xe. Đây, cái biệt thự của tôi, thiếu nữ, chàng boss đi theo hỗ trợ này. Có em dâu, con tiểu muội và nàng Alibaba cũng có luôn. Đang ngồi trong xe, trời nóng quá, hai nàng đang ngủ không có tiền đem ra. Thì em tôi nói không mua được chiếc ở hãng BMW thì chúng nó chạy qua hãng bên kia, Mercedes. Mà tôi rất là khâm phục Tallahassee. Thành phố này nhỏ, nếu mà so với là Baton Rouge của chúng tôi thì một nửa thôi, mà hãng xe BMW đây quá hoành tráng, nhất là chiếc X7 này đây luôn, hai chiếc trong kia một chiếc nữa kìa, bờ lút không, trong khi Baton Rouge của tôi bây giờ muốn mua là không có, phải order mà cái tháng trời, hai tháng trời mới về, đã vậy còn giá còn cao quá chứ. Chiếc này đẹp này, màu trắng, chiếc trong kia có màu trắng nhưng mà đến 110.000, chiếc này 88.000, đẹp, ghế da khỏi cần phải bàn, màu ghế rất đẹp, tôi thích cái màu này này. Đó, sau kia hàng ghế thì mình có thể bấm nút nó chạy lên. Cái này có captain chair này, captain chair là giống như kiểu mà hai cái ghế hai bên có đường đi lui sau á, có nhiều chiếc á là mà nó có cái ngăn ở chính giữa, việc đi tới đi lui nó khó hơn. Chiếc cái đẹp đây này, hai vợ chồng tôi hôm nay quyết định bận quần màu giống nhau gì sợ không, cái tình nồng thắm xuyên qua cái bao máy tôn một lần nữa. rất là nhiều người ghét hai cái kidney grill này này, là có nghĩa là hai cái grill thận á, nó gọi là thận đó, hai quả thận đó. Nhưng mà tôi lại thấy rất là đẹp, nó bự, nhìn ngầu. Cái này là đặc sản của BM mà nó bự lên như thế này, nhìn chắc chắn như thế này, thích. Tôi kết chiếc này đó. Thằng em tôi mà gật đầu một phát là mình ngã giá cái là bỡ liền. Để chờ cái anh salesman đem chìa khóa ra nghiên cứu kỹ càng lần nữa rồi mình mới tính mua hay không mua. Tôi cực kỳ sốt ruột chờ cái gật đầu của người khôn này, nhưng nó cứ rất lâu sau nó mới thều thào, xe màu trắng thì nó thích, nhưng ghế thì nó chỉ thích màu đen mà thôi. Tôi cảm thấy mất thời gian quá nên mới chạy lại xe của nó để kiếm con em dâu cầu may. Tôi hy vọng cái con em dâu sẽ thuyết phục được cái thằng chồng mất dạy của mình. Nào ngờ con em dâu chẳng quan tâm đến cái chuyện mua xe, nó giao mọi quyền quyết định cho em trai tôi mà nó chỉ tập trung ngồi canh hai đứa con ngủ và còn nghe đi nghe lại một cái bài nhạc nghe rất là chướng tai, đó là bài Đồ Ta Rắn Mà Không Đồ Nang Rửa Na. Sau khi nói với anh salesman là chúng tôi sẽ suy nghĩ lại thì chúng tôi liền đi qua hãng Mercedes, chỉ đi vài bước là tới. Mới qua hãng Mercedes này, showroom nó nhỏ, bên ngoài thì nhìn hoành tráng, mà vào trong sao nó bèo thế. Chiếc này chiếc cũ 2016 rồi đó, cái chiếc GOS kìa, em tôi muốn coi đó, chiếc màu trắng đó. Tới lui anh ta chẳng thích cái màu ghế, mà GOS thì nó rẻ hơn chiếc kia vài ngàn nữa. Hy vọng anh ta có thể kiếm được, bỡ luôn.
Đây này, kiếm được chiếc này GLS 450 84 ngàn. Đẹp á chứ, trước mũi đẹp. Ghế da thì nâu nâu, đen đen. Đấy à, lạ chứ. Nhìn nó rất là sexy. Nhưng mà có điều là cái niềng này nó không đẹp bằng niềng của BM nha. Thô, nhưng mà được cái nhìn cứng cáp. Cũng ba hàng ghế vậy đó. Cái tiêu chí đầu tiên mà chúng ta kiếm xe ngày hôm nay đó là phải có ba hàng ghế rộng rãi. Cá nhân tôi thì không thích Mercedes, và đặc biệt là chiếc này. Nhưng thằng em mới là người mua nên tôi chẳng dám nêu lên ý kiến gì cả. Chưa đầy 20 phút thì chúng tôi quay trở lại hãng BMW. Sao? Một chuyến đi thất bại. Tôi thì cực kỳ thích chiếc này. Bên tôi thì bây giờ xe khan hiếm, phải chờ mấy tháng mới có. Còn không thì phải chấp nhận mua giá đắt. Qua bên Mercedes thì thằng em tôi là chê xe nhìn già quá. Bây giờ nó chờ chuyện với người ta rồi, bây giờ người ta sẽ order về y hệt vậy, vẫn là 88 ngàn, mà bên trong thì màu đen. Đó là sở thích của anh ta. Cái chuyện đi mua xe của năm nay nha, hai anh em tôi đều thất bại ngay chuyến đi đầu tiên. Nhưng mà tôi có hy vọng nha, sẽ thành công sớm thôi. Vào một ngày đẹp trời, chúng tôi nhận được một cú gọi của anh Way ở hãng BMW. Với giọng điệu vui mừng, anh ta nói rằng xe X7 có dấu hiệu bán chậm lại một chút rồi, nên bây giờ chuyện order một chiếc ưng ý với giá cả hữu nghị có thể tiến hành rồi đó. Tinh thần hai vợ chồng tôi liền phấn chấn, thu xếp công việc liền phi nước đại tới ngay. Một ngày đẹp trời của cuối tháng 5, hai vợ chồng tôi lại trở lại cái hãng BMW này. Hôm nay mình quyết tâm mua cho bằng được xe chứ rồi. Trời ơi, tôi khổ quá, nghe vợ cằn nhằn tôi mệt. Tiền sư nó công nhận chiếc này đẹp thiệt. Không biết là cái dòng gì luôn á, mới ra. Chà, bây giờ mà tôi không có vợ với con, mua chiếc này mình tha hồ mình bay ha. Nhìn khắp nơi thì tôi thấy chỉ có hai chiếc X7, nhưng đã bị mua hết rồi. Các bạn coi cái con biệt thự kìa, thèm lắm rồi. Cái loại này nó hot lắm, nó ra cái là bán hết liền, ra cái bán hết liền. Chờ có tháng mấy nay mà không có. Biệt thự tôi nghiền cái màu ghế này lắm, nói bằng mọi giá phải có cái màu ghế này, tại bây giờ nó đang thịnh. Ngay sau đó chúng tôi ngồi vào bàn làm việc cùng anh Way để order một chiếc xe tuyệt vời. Với giá mềm thì chỉ còn cách là chế chiếc xe từ đầu luôn. Cái gì thật cần thiết thì lấy, còn cái gì xa xỉ nhưng không quan trọng thì lấy ra. Chưa đầy 20 phút thì chúng tôi đã chốt hạ. Bây giờ chỉ còn việc chờ đợi, nhưng ngày tháng cụ thể thì bố của anh Way cũng không biết. Ít nhất là phải tuần thứ 3 của tháng 6. Mà bây giờ là cuối tháng 5, vậy là còn 3 tuần hoặc là hơn. Chúng ta sẽ trở lại bợ xe. Đẹp ra sao, tôi sẽ review kỹ càng cho các bạn coi. Ngay hôm sau, anh Way email cho chúng tôi, nói rằng xe được bắt đầu làm rồi đó. Vòng vòng ngày 13 tháng 6 là xong. Rồi thêm vài ngày sẽ về tới đây. Trước mắt các bạn, đó là cái xưởng sản xuất xe BMW của Mỹ đó, với hơn 8.500 nhân viên. Thì hy vọng xe của tôi sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Còn đây là một số hình ảnh minh họa cho chiếc xe của vợ chồng tôi được chế như thế nào. Đại khái là cái việc hoàn thành được chiếc xe chỉ mất hơn 10 ngày mà thôi. Nhưng cái việc lái thử nghiệm này nọ mới là khâu mất nhiều thời gian nhất. Nếu thử nghiệm chẳng có gì trở ngại thì sẽ về thành phố tôi nhanh hơn. Còn nếu không thì ngược lại. Hai ba hôm nữa là nhận xe rồi. Có chút không nỡ nha. Nói thật, từ nhỏ lớn chạy xe tôi thích nhất là chiếc này. Nó thoải mái. Lúc mà ngồi lên nó mình cảm giác giống như là mình điều khiển được 100% mọi tầm nhìn, mọi góc cạnh. Nói tóm lại thoải mái lắm. Nhưng bây giờ thôi, vì vợ vì con, với là cái sự nghiệp đi xa thì mình cũng định hy sinh vậy. Bây giờ mình tháo cái đó xuống. Cái đó là do tôi mua, mình tháo xuống chứ mất mớ gì mà cho người ta.
Thằng em vợ trời sợ của tôi nó nói là nó sẽ kiếm người bán lại cho tôi. Bây giờ nó sẽ giúp tôi tháo nó xuống nha. Có thể bán, có thể là tôi cho luôn á. Có thể là tôi cho ai đó, bạn bè hay là ba tôi chẳng hạn, ai cần cho. Có cái này bỏ lên xe nhìn phong cách, nhìn xe mình giống xe địa hình hơn. Rồi xong xuôi, lấy xuống. Bây giờ chiếc xe như thế này này, ôi nhớ quá kỷ niệm. Bây giờ bán lại 300, ai mua không? 300 nha. Thời gian lặng lẽ trôi đi, 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần. Nhưng 4 tuần vẫn không thấy. Vợ chồng tôi thì sốt ruột, còn anh Quay thì khóe mắt ngấn lệ. Chúng tôi chỉ biết đoán già đoán non, chắc là chạy thử nghiệm, vẫn chưa thấy đảm bảo an toàn 100%. Và rồi tuần thứ 5 cũng qua đi, khi mà nỗi mong đợi của tôi đã chạm tới cái cảnh giới biến thái. Và khi mà tôi sắp làm cái chuyện đồi bại thì... Thưa quý vị, thì nữ lay lưỡi đẹp gái không? Hôm nay là ngày 10 này, ngày 10 tháng 7 này, thì anh Quay đó, tức là anh Sailman, vừa mới gọi cho tôi là xe vừa mới về tới hãng. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang bận rộn, chưa đi nhận xe được. Ngày mai tôi mới đi nhận nha, là ngày 11. Thế là ngày 12, 13, 14, 15, thì chắc vòng vòng khoảng ngày 16, 17 tháng 7 đó, thì video này mới ra đời. Ôi, nỗi mong đợi hơn 3 tháng đó chứ ha. Đúng thật là hành trình 3 tháng tìm mua xe, tiên sư nó vất vả. Rồi, bây giờ chuẩn bị đi mua xe nha. Có bà biệt thự của tôi này. Bà nói là bà bận cái này để hợp với cái màu ghế xe đó. Còn chàng boss này, ơi, hey, lấy xe mới nha con. À, còn thiếu nữ này, đó, đi lấy xe mới này. Rồi bây giờ chúng ta lên đường nha. Thì các bạn có thể thấy chàng boss đã vào này. Thiếu nữ đâu? Chào cô chú chưa? Đó, rất là chật chội. Biệt thự tôi phải ngồi ngay chính giữa chỗ này. Như tôi đã nói, chỗ này không phải là cái chỗ ngồi, cho nên là ngồi 15-20 phút thì chẳng sao, mà đi xa chạy gần 5-6 tiếng thì rất là vất vả cho nàng. Yes, nghe qua tôi có vẻ người chồng tốt quá ha. Nói thật, cái có xe mới ai mà chẳng thích. Lên đường nha. Ê. Thì bây giờ lái chiếc xe này tới rồi, xong rồi đưa cho họ luôn, cắt vô luôn, rồi bỏ xe mới về. Rồi, chúng ta vừa tới nha. Tôi cố tình tôi nhìn tôi kiếm mà kiếm chiếc xe của mình mà vẫn chưa thấy. Hình như nó đậu bên trong rồi thì phải. Rồi, vô ký kết cuộc đời đây. Quỳnh ơi, xe ô yeah. Vừa bước vào thì tôi liền nhìn thấy anh Quay đang đứng cười toe toét từ xa. Tại vì vợ chồng tôi sắp có xe mới, còn anh ta sắp bợ được vài ngàn tiền huê hồng. Đưa mắt kiếm thì tôi nhìn thấy chiếc xe mong đợi đang nằm chậm chệ ở trong vòng kiến. Vì giá cả đã bàn hơn một tháng về trước, nên bây giờ hai vợ chồng tôi liền nhanh thoăn thoắt ký kết sơ bộ. Chìa khóa đây, xe đằng kia, lại coi nhé. Nó đây rồi. Anh Quay tiết lộ là chiếc xe được bao bọc cẩn thận rồi được chuyển về đây bằng xe tải, chứ không phải bằng B52. Ok. Đây, trời ơi, 3 tháng ròng rã đây. Trời ơi, kidney grill, dịch ra là cái vỉ thận hả? Cái vỉ, chẳng biết nữa, dịch đại đó. Ôi trời ơi, 3 tháng trời rong ra. Nó bự hơn tôi tưởng tượng. Để ngoài trời á thì mình cứ nghĩ rằng là nó nhỏ. Thì họ để trong cái phòng như thế này thì mình so sánh. Đây là chiếc X7 này, bên này là chiếc X5 này, X5 á. Thì mình thấy cái sự khác biệt rất là nhiều. Bờ lốt. Gia đình tôi ngay chiều hôm nay sẽ làm một cái chuyến đi chơi xa, chạy khoảng 2 tiếng đi chơi xa, kiếm đồ gì đó ăn uống. Nhưng quan trọng là phải kiếm một nơi thật đẹp để mình quay kỹ càng cái chiếc xe này các bạn coi. Nói thật, cho mức chiếc xe mà tôi thích nhất cũng hơi buồn. Nhưng mà khi mà nhìn thế này, nỗi buồn đó chỉ còn là vĩ vãn. Đây. Đây. Ôi giời. Đó, mấy mẹ con ngắm cho đã nha, xe mới của mình đó. Ngắm cho đã đi, ngắm cho đã, đợi ông kệ đi. Quyển kia, xe mới kia. Thích không? Không
Chàng boss mặt vô cảm. Xe mới đó. Hả? Tổ cha mày vì mày á. Vì mày mà đây thì sướng á. Ok. Nàng thích này, nàng thích này. Đã không con? Khi nhìn thấy vợ con của mình thích thú như thế, bỗng dưng hai cái từ chờ đợi liền bị nhúng bởi một lớp xứng đáng ngọt ngào. Rồi bây giờ anh salesman của tôi là anh Quay đó, chỉ cho tôi cách mà dùng luôn đó. Vừa làm salesman vừa làm genius luôn. Yes sir. Và đây là cái chức năng tuyệt vời mà tôi thích nhất của chiếc xe này. Quá thích hợp cho những đoạn đường lầy lội. Đó, nâng nước cao chiếc xe cao lên. Cái niền không đó size 22, nâng nước cao chiếc xe cao lên. Nhất là ở tiểu bang của tôi nữa, hay bị nước nữa, ngập lũ đó. Biệt thự kệ cha hai đứa con, cứ tiếu tít chạy theo anh Quay, tìm hiểu các chức năng hiện đại, vì nàng là một fan cuồng của technology. Mọi thứ đều làm đẹp lòng tất cả. Tôi liền tiến vào ký giấy tờ chính thức. Ký kết cuộc đời. Ký gần có 10.000 tờ á. Bằng cái iPad này. Ý cái này nữa là xong nha. Just right in the middle. Right in the middle, that's correct. Vô nè. Chữ ký đẹp dễ sợ. Danh nhân á. Rồi xong xuôi. Bây giờ chuyển hết đồ ở bên chiếc xe thân yêu của tôi qua chiếc xe mới. Đồ đạc đã được chuyển qua tất cả. Và đó cũng là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy chiếc xe thân yêu của mình. Nhưng hỏi tôi là có hối hận hay là không thì câu trả lời là no. Đây, xin thêm được cho thằng em vợ trời sợ của tôi cái anh ta không chạy BMW mà bị đặt bừng áo này nữa chứ, em sport nữa chứ. Yes. Đem về tặng nó. Chắc là mừng lắm đây. Ngoài hai bọc chìa khóa này, bình xăng thứ hai này, thảm tất cả các xe bằng cao su á, all weather đó. Ở chừng đó rồi, người ta dễ dàng với mình thì mình dễ dàng lại với người ta. Rồi xong xuôi. Bây giờ đề mấy xe lên. Chạy thẳng ra con đường đó. Vừa chạy ra khỏi cửa đó, mình có đổi ý, đổi xe lại mình mất 5.000 liền nha. Làm một salesman thì tiêu chí của họ là kiếm lời từ khách hàng càng nhiều càng tốt. Nhưng theo tôi, để trở thành một salesman thành công thì anh Quay đúng là một salesman thành công. Có như vậy khách hàng mới trở lại tìm mình, đôi khi còn đem theo khách hàng mới cho mình. Và rồi xe của chúng tôi chuẩn bị xuất quan. Cửa đã mở, ông Quay đang đứng chờ. Chuẩn bị. Ôi trời, hồi hộp quá trời ơi. Ra khỏi cái cửa này rồi. Bây giờ đổi ý mất 5.000. 3 tháng ròng rã. 3 tháng ròng rã, cuối cùng chúng ta đã mở được chiếc xe. Quyên ơi, con thích không con? Say yeah. Bắt đầu con thích không con? Ôi, bây giờ chúng tôi về nhà nha. Sau đó chuẩn bị sửa tả này nọ tất cả mọi thứ. Chúng tôi sẽ chạy tới một nơi thật đẹp, đi chơi xa. Và rồi, chiều hôm đó. Giờ là hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì sau 1 tiếng đồng hồ thì có thể thẳng thắn đưa ra nhận xét về chiếc xe này. Nó rất là cao. Lúc mới chạy mình hơi bị ngợp. Tưởng tượng nó cao quá. Giống như ngồi trong chiếc xe bán tải vậy đó. Nhưng mà chạy một đổi á thì tự nhiên mình lại cảm thấy quen, cảm thấy sướng. Rất là êm, chạy không có nghe tiếng nhiều. Nên nhiều khi đạp hơi bị quá ga, 80 mile per hour mà đôi lúc mình cảm giác mình chạy chỉ có được 50-60 thôi. Rồi chiếc xe á, cái tay lái đồ nó tạo cho mình cảm giác là cảm thấy là chung quanh mình là đều an toàn. Cái cảm giác vậy đó, có những xe mình lên mình ngồi mình chạy mình cảm thấy là bên kia mình không thấy được, bên này mình không thấy được, thấy sợ sợ. Nhưng chiếc xe này mình cảm giác là under control đó, đó, nó kiểu đó đó, sướng lắm. Rồi có nhiều nút đồ này nọ lắm, tôi vẫn chưa có khám phá ra được đâu. Từ từ mình mò được, có rất là nhiều nút. Mà cái trò này thì biệt thự tôi cực kỳ khói này, thích mày mò này nọ lắm. Tôi thì thực tế hơn, chỉ cần chạy thoải mái, under control, thấy nó sướng,
là đã rồi. Và một điều nữa là tôi thích đó là cái này nó có cái wireless charger cho phone á. Nó là không cần cắm dây gì hết, thì nó nằm ở góc này. Chỉ cần tôi quăng cái phone xuống cái là tự động nó sạc phone điện thoại mình luôn. Còn ở đằng sau các bạn thấy rộng rãi. Đó. Nói tóm lại, tuyệt vời. Bây giờ chúng ta chạy vào con đường xanh mát, tươi mát. Ê, chạy đường này tự nhiên tôi nhớ đến quê tôi, Đèo Hải Vân. Đường nó uốn éo, đường cong của một mỹ nhân. Đó, úi rồi. Đó, uốn éo tiếp. Đường đẹp thiệt. Đây, uốn éo. Tôi kêu đường uốn éo, kêu nửa tưởng tôi bắt cái đường uốn éo sau tập yoga quá trơn luôn. Uốn éo. Uống éo này. Thôi quên đừng uống nữa con. Uống. Bây giờ nó không tập yoga, nó bay qua nó uống nước. Uống éo. Ôi trời, nó vừa uống nước nó vừa yoga. Tiếp tục. Ôi trời ơi. Ăn phải cái đường đó các bạn. Tôi kêu thêm nữa đừng có bớt uống nước và bớt yoga đó. Đã thấy ánh sáng của mặt trời. Thoải mái. Đẹp. Lên dốc nha. Ở trước mắt các bạn con sông kìa. Rất đẹp. Chỗ này câu cá quá tuyệt vời nha. Đẹp quá. Rất là thoáng mát. Đẹp mềm. Ở đây giống có cái đập đó này à. Giờ biệt thự tôi sẽ làm loạn đây. Nàng sẽ chạy thử này. Xe này để mua chiều lòng ba mẹ con mà. Thì đương nhiên nàng sẽ dùng xe này để chở mấy đứa con đi chơi nhiều hơn là tôi chạy. Nên nàng phải bắt buộc phải biết chạy mới được cho cầm tay lái nha. Hồi hộp không? Quýnh hồi hộp không? Không. Bót rồi bót nằm nhìn đời kìa. Rồi chạy đi em. Lên đường. Yes. Ủa sao biệt thự tôi làm loạn. Ngồi sau cái chỗ mà biệt thự tôi ngồi đó để coi tôi cảm giác thế nào. Thì ngồi đây nhìn thấy được mặt anh boss này, thiếu nữ này, ở biệt thự vẫn đang chạy ở trên kia. Đã không nàng? Sư hai con ngỗng này không biết sợ người là gì hết á. Tôi vừa mới bước ra xe nó chạy tới, nó tưởng mình tôi sẽ có đồ ăn cho nó á. Chạy tới nó mổ chân mình á. Giang hồ thiệt á chứ. Tôi không sợ ngỗng luôn nha, nhưng mà chẳng qua do cái đầu nó dài quá giống con rắn tôi sợ. Vâng. Nàng ra rất hào phóng, quăng đồ ăn mà không thèm nhìn luôn đó, thấy chưa? Mày ăn kìa thí mày, tao không thèm thấy mày. Tao có quăng thôi, thỉnh thoảng đói bụng tự lấy ăn luôn. Đó, thấy chưa? Mặt rất là hững hờ. Cho nó nhiều vô con. Nhiều vô. Chào cô chú cái đây nè. Ê, định quăng hết ổ bánh mì luôn hay sao vậy? Chào cô chú chưa? À rồi, ổ bánh mì rồi. Chào cô chú nè. Chào cô chú nè. Vợ tôi cứ luôn mồm nói rằng cũng may là em kiên nhẫn chờ đợi nên bây giờ nó đã. Trời sắp tối, sau khi trải qua mấy tiếng vui vẻ thì chúng tôi đã đói cồn cào, liền lên đường đi ăn tối. Đây được xem là một chuyến đi chơi xa đầu tiên, sẽ còn nhiều chuyến hơn, xa hơn trong tương lai các đồng minh nhé. We'll be right back.
là một số hình ảnh do tôi chụp bằng điện thoại. Tôi xin mạo muội gửi đến tất cả các bạn. Còn một số đồng minh nào có ý định mua BMW X7, tức là X7 đó, thì tôi thật lòng ủng hộ, vì theo tôi, đây là một chiếc xe tuyệt vời dành cho gia đình và cả phượt thủ. Và đó là tất cả những hình ảnh của video đi mua xe mới dành cho những hành trình mới. Xin cảm ơn tất cả các đồng minh thân yêu đã kiên nhẫn theo dõi hành trình 3 tháng ròng rã của vợ chồng chúng tôi. Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video mới nhất.